Em thì hơi lo lắng về tuổi tác thôi. Là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Có mấy bạn hỏi tuổi tác sinh năm bao nhiêu Em sinh năm 92, nhỉ? năm nay 30 rồi. Em 93, em 93. Thua chỉ 1 tuổi thôi. Thôi mọi người yên tâm, mình già nhất đây cũng còn đậu nữa. Đồng, bà nào già nhất cũng còn đậu là sao? Em già hơn mọi người. À, bao đúng nhiêu rồi. chị ơi? À đây, đồng chí Hằng, Hằng làm công tơ rồi này đúng không? Dạ vâng. Đấy, em làm lâu chưa? Em mới được mấy tháng á chị? Đấy, đồng chí Hằng này sinh năm bao nhiêu em? Em 91 Đấy, ôi, xong chưa, nhìn thấy chưa? Bằng chứng sống nhá, không lại bảo chị nói điêu. Mọi người cứ tự Chị tin lên, sẽ có cơ hội thôi. Chị Hằng kể về Hằng buổi ơi. phỏng vấn đi Hằng. Phỏng vấn là mình cũng phỏng vấn trượt mấy công ty xong là đến công ty cuối thì nói chung là tâm lý là trượt cũng được thôi, không sao, lỡ lỡ trượt rồi xong là đi phỏng vấn rất là thoải mái, xong thì lúc thoải mái nhất thì mình lại làm bài tốt nhất thì xong là mình đậu. Thì nó cũng như chị Hồng nói á, thì cũng có những cái bài test y như chị Hồng vừa vừa nói như vậy á, test dịch Nhật Việt Việt Nhật rồi cho nghe rồi tóm tắt cuộc hội thoại á, với lại xong test qua vòng đấy thì sẽ có một buổi nói chuyện, thì nếu mà hai bên mà cảm thấy hợp nhau thì là ok thôi. Đấy. Chị ơi, phỏng vấn bằng tiếng Nhật hoàn toàn luôn không ạ chị Hằng? Đúng rồi, bằng tiếng Nhật hoàn toàn. Không khó mà tại các bạn cứ bị áp mọi lực người ấy mọi người căng thẳng ấy, tại vì mấy lần đầu nhỉ. mình cũng thế, lần đầu cũng hơi hơi căng thẳng tại vì mình kỳ vọng cao ấy, xong mình cũng lo là không biết lần đó sẽ như thế nào, nhưng mà trượt vài lần mình hiểu được cái vòng lọc của nó rồi, xong rồi thôi kệ đi. Eo ơi, vậy bây Nhưng giờ mà cái trước công ty trước em đó là đang chị muốn Hằng làm vào thế gì? này. Trước trước mình đi dạy tiếng Nhật để xong xong là thấy dạy nó không phát triển gì lắm nên là theo cái ngành này, bởi vì bây giờ cũng Covid đấy, theo cái ngành nào mà mình có thể làm online được thì thấy cái ngành này có triển vọng nên là đi phỏng vấn đại đi, xong là vào đi làm thì thấy nó cũng không ổn lắm lại đăng ký chị Hồng học tiếp. Thế nhưng mà chị thấy em ít vào á. Là tại vì em OT chị, mà thì em làm kiểu lính đánh thuê, có nhiều dự án lắm chị, bọn bên em làm 3 dự án thì mỗi dự án nó release khác nhau, cứ đến lúc mà release là em phải OT để dịch tài liệu cho các bạn ấy, QA nữa chị. Thế có cái gì mà xem lại video nhá. Với lại Dạ vâng. trong cái quá trình làm ấy mà có cái gì đấy khúc mắc thì cứ inbox hỏi chị nhá. Dạ vâng. Chị Hằng đi làm việc rồi, rồi sau khóa học rồi chị Hằng có thấy có cái gì tốt hơn không? Có cái gì mà đi làm thấy nó ứng dụng được không? Có cái chương trình phần mềm ấy, biết là nó đang ở giai đoạn nào, xong là với lại mấy cái đợt mà chị Hoàn chữa với chị Hồng chữa một số cái câu nó cái mô típ của nó thì mình bảo, à thì ra là mình thì phải ngắt câu như thế này, xong mình vô mình dịch là mình cũng nên ngắt như vậy thì ok hơn. May quá. Đấy, thế là có Chị tác dụng rồi đúng không? Tác dụng thực tế có rồi đấy. gì thế, vậy mà em đang còn lười em chưa dịch hết, vì em dịch ở công ty cũng cũng khá là nhiều ấy chị, thì ở trên lớp như thế nào thì em áp dụng như vậy thôi. Ok. Đấy thì trên trên công ty mà có cái gì khác ấy hoặc có cái gì mà không hiểu thì cứ inbox chị nhá. Chị vừa làm Dạ vâng. nghe vừa là giúp em nhưng mà vừa giúp chị đấy nên là khi mọi người nào em đi làm em review cho chị. nói vậy chứ em Khi cũng nào em lo đi làm á, xong em review lại kiến thức, vậy lắm. là kiến thức của học của chị ấy và kiến thức của em review lại cho các bạn học viên sau. Đấy đấy, cứ chị có mi đấy, cứ chị có mi đấy. Mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Nhớ nhá, thì là lâu dài nên là sau khi mà các bạn đóng tiền cho chị thì mới là cuộc hành trình bắt đầu, chứ không phải là từ lúc các bạn chưa đóng tiền đến lúc các bạn đóng tiền là nó kết thúc, nên là cứ thoải mái tự do thôi nhá. Ok. Đấy thì nếu mà các bạn cảm thấy khóa học có ích thì là gọi là gì, kuchikomi nhá, kuchikomi đúng Em đi không? comment À, như em đọc ở trên mấy cái thông tin tuyển dụng á, thường nó có thêm một cái phần là dịch nói trong cuộc họp, là nó dịch nói theo kiểu gì chị? thường trong Dạ. phỏng vấn thì ít khi bắt dịch nói lắm, còn nếu như mà trong khi mà làm thực tế thì có dịch nói. Dịch nói đấy thì là nó sẽ dựa trên cái app hoặc là cái website, cái dự án mà mình đang làm. Người ta sẽ nói về những cái mà mình đang làm. Người ta sẽ có spec sẵn.
và mình phải dịch trước. Đầu tiên là mình dịch trước, giống như là chị em mình đang dịch. Sau đó là khi mà làm thì nó sẽ phát sinh các cái tô đa bưu đự, hoặc là phát sinh các cái vấn đề, hoặc là phát sinh các cái yêu cầu cần giải quyết, thì là mình sẽ họp về những cái đấy. Những cái mà mình đã học thì hầu như là cũng sẽ áp dụng trong dự án thực tế, nên là các bạn cứ yên tâm là những cái mà mình đi phỏng vấn ấy, nó cũng không nằm ngoài những cái đấy đâu, thực sự luôn. Nếu mà chị có thể khẳng định là như vậy, là nó không bao giờ nằm ngoài, nó chỉ nằm trong thôi. Và nằm trong thì các bạn cứ ôn thật kỹ thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được bài thôi. Đấy là theo cái ý kiến đánh giá chủ quan, là những cái công ty mà chị biết là đưa ra đề như thế nào, thì là chị sẽ lấy cái mindset là của chị Hoàn và của chị ở các cái công ty đã từng làm, người ta cũng đã từng đưa ra các cái như thế, kiến thức là những cái kiến thức cơ bản mình sẽ cần phải bắt buộc áp dụng những cái đó. Thì là mình cứ tạm thời là cứ smart những cái mà mình đang học đây, là chị thử đi phỏng vấn khoảng tầm 2 3 công ty xem là nó có đúng không. Nếu mà thấy nó chạch cái nào ấy thì lại về ới bọn chị lại update thêm, hoặc là sẽ giải thích thêm. Có là giả dụ như các bạn đi thi nhá, bạn đi phỏng vấn nhá, thì là các bạn thấy rằng là cái này em chưa học bao giờ, thì có thể cứ inbox bọn chị, vừa là giúp cho bọn chị thôi nhá.